số 16 Nguyễn Thành Trung, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 45 Lê Văn Xuân, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh và số 88 là Đỗ Hùng Dũng. Ngày hôm nay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang ngồi trên khán đài theo dõi các học trò và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Ngồi bên cạnh huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đó là huấn luyện viên thủ môn Tiến Anh. Chơi cao nhất trên hàng công của Than Quảng Ninh là Claudosia. Đây là Hữu Khôi. Ngày hôm nay, Dương Mai Linh và Giang Trần Quách Tân không thể góp mặt cùng các đồng đội vì chấn thương. Trong khi đó, những cầu thủ, những trụ cột của Than Quảng Ninh đã thi đấu rất tốt ở vài vòng đấu trước, như là Dương Thanh Hào, như là Trịnh Hoa Hùng, đều không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Điểm, nhưng câu lạc bộ Hà Nội sẽ giành chức vô địch bởi họ đang có hiệu số tốt hơn với Viettel. Nhưng đó là một kịch bản mà chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi trận đấu này kết thúc. Trước mắt câu lạc bộ Viettel cũng đang nắm trong tay quyền tự quyết và điều mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội nên làm đó là tập trung vào trận đấu này để giải quyết các cầu thủ Than Quảng Ninh. Ngày hôm nay đội bóng đất mỏ thiếu vắng rất nhiều trụ cột và đó là một cơ hội tốt để cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội có thể giành trọn 3 điểm. Vừa rồi là một tình huống rất nguy hiểm được tạo ra bởi Lê Thế Mạnh. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và dứt điểm rất táo bạo của Lê Thế Mạnh. Bóng đi trên khung thành của Bùi Tấn Trường. Câu lạc bộ Hà Nội vẫn nhập cuộc một cách rất điềm tĩnh. Trong quá khứ, câu lạc bộ Hà Nội thường xuyên cơ hội dành cho Di Mario, không có lối biên về. Di Mario sửa lòng, quá đáng tiếc. Một pha sửa lòng quá nhẹ của Di Mario. Một cơ hội không thể tốt hơn ở ngay phút thứ tư mà thôi. Đường chọc khe của Quang Hải. Có lẽ Di Mario đã quá vội vàng. Ngay lập tức câu lạc bộ Hà Nội pressing và giành quyền lấy được bóng. Di Mario rất khỏe. Di Mario vẫn là Di Mario, không có pha đền. Một pha bóng can lướt của Di Mario. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho rằng không có lỗi của các hậu vệ bên phía Than Quảng Ninh. Di Mario đã vượt qua được Tuấn Linh nhưng ở một góc hơi hẹp. Đường truyền của Hữu Khôi đã bị bắt bài, nhưng đó là một pha xử lý hơi chậm của Lê Văn Xuân. Claudosia, quả tạt, dứt điểm. Một pha dàn xếp tấn công rất co nét của Than Quảng Ninh. Claudosia đã lùi xa khỏi khu 16m50 và thực hiện vai trò kiến tạo. Pha ngả người dứt điểm của Xuân Hùng. Sút xa. Pha phá bóng của tỷ số được mở dành cho câu lạc bộ Hà Nội, đó là Quang Hải, bàn thắng thứ tư của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Bóng đi rất nhẹ nhưng cực kỳ hiểm hóc, khẽ chạm cột dọc và Huỳnh Tuấn Linh đã bị đánh bại. Phút thứ 12, câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên dẫn trước. Một sự khởi đầu tuyệt vời, nhưng khuôn mặt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì không tỏ một chút biểu cảm nào. Quang Hải đang có một phong độ cực cao. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm một chạm rất nhanh của Quang Hải.
Đường chuyền là của Thanh Lương. Quang Hải nổi tiếng là cầu thủ dứt điểm một chạm cực kỳ hay. Ở vòng đấu trước, pha bắt vô lê của Quang Hải không có lỗi của Romario. Hùng Dũng đường chuyền cho Romario, không có lỗi biên vệ. Phía trong có Văn Quyết. Văn Quyết đánh đầu, có vào. Đã có bàn thắng thứ hai, không phải là một pha đánh đầu mà đó là một tình huống dứt điểm bằng chân của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Rất tuyệt vời. Đường chuyền khoảng trống rất hay của Romario. Và cuối cùng thì tỷ số đã được nâng lên 2-0. Người ghi bàn là đội trưởng Văn Quyết. Bàn thắng thứ 5 của Văn Quyết cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Cuối cùng thì sau rất nhiều những tình huống hãm thành nguy hiểm, câu lạc bộ Hà Nội đã có được bàn thắng thứ 2. Vẫn là một khuôn mặt rất đăm chiêu của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trên khán đài. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền đầy cảm giác của Romario. Sức dướn là tuyệt vời của Văn Quyết. Romario đã làm rất tốt nhiệm vụ kiến tạo. Khi mà Rio giạt ra biên thì khoảng trống rất lớn đã xuất hiện ở phía trong. Với những cầu thủ đẳng cấp như Văn Quyết thì anh biết cách. Tốc độ của Romario. Romario không có lỗi, một pha theo kèm rất kinh nghiệm của Lacho Neven. Không thể thổi phạt đền, một pha tỷ vai hợp lệ của Lacho Neven. Và các cầu thủ Viettel đã khép lại với lợi thế dẫn trước một bàn nghiêng về phía Viettel với pha lập công của Bruno. Romario cần phải giữ bình tĩnh. Đội bóng của anh đang dẫn trước với tỷ số 2 bàn. Romario đang tỏ ra rất nóng nảy với những quyết định của trọng tài Nguyễn Viết Xuân. Là một cầu thủ tài năng nhưng Romario thường xuyên vướng vào những tranh cãi không đáng có và thường xuyên bị khiêu khích bởi các trung vệ bên phía đối phương. Đây là phản ứng của Romario khi mà anh không được. Hai cầu thủ Than Quảng Ninh đã để cho Hùng Dũng lấy được bóng. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Lê Văn Xuân. Một pha làm tường tốt của Romario. Ra bóng rất vừa tầm để cho Lê Văn Xuân dứt điểm một chạm. Đánh đầu. Pha khống chiến của Đoàn Văn Hậu. Bóng đã đi vo sang ngang. Chúng ta cùng xem lại pha bật rất cao của Văn Hậu. Một động tác dừng trên không rất đẹp của Văn Hậu. Nhưng đã không có bàn thắng dành cho cầu thủ mã số 5. Và thoát đi của Tấn Tài. Thanh Lương. Vẫn là Thanh Lương. Văn Quyết. Rất nhịp nhàng Văn Hậu. Romario không vào. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Romario. Một pha cứu thua xuất sắc của Tuấn Linh. Còn đây là thái độ vùng vằng của Romario. Chúng ta cùng xem lại tiếng này. Một pha đánh đầu đập đất rất khó. Và sau đó là một động tác giả của Romario rất tốt. Nhưng pha dứt điểm của anh vẫn không thể thắng được Tuấn Linh. Những pha cứu thua liên tiếp của Tuấn Linh. Bạc Bê Ma không có lỗi biết vị. Romario vào không. Cuối cùng thì đã có bàn thắng dành cho Romario. Và ai đây? Papeoma Faye là người kiến tạo để cho Romario lập công. Cuối cùng thì sức ép đã được Romario giải tỏa. Và phải đến khi Papeoma vào sân thì Romario mới ghi được bàn thắng. Một sự trùng hợp và một sự ngẫu nhiên. Nhưng đó là cái duyên mà Papeoma Faye dành cho Romario. Bàn thắng thứ 11 dành cho Romario ở mùa giải năm nay. Và 3-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Quan sát rất tốt và lần này một pha lao người đánh đầu của Romario đã đánh bại được Huỳnh Tuấn Linh. Lần này bóng đã đi có lực hơn.
Tuấn Linh cũng đã chạm được tay vào bóng, nhưng lực đi là rất mạnh. Và cuối cùng thì Romario đã có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và rất có thể chuỗi trận không ghi bàn của Than Quảng Ninh sẽ nâng lên con số 7 xét về thế trận trong trận đấu này. Đánh đầu! Pha dứt điểm của Pape. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Pape Omafeye. Lại là một pha cứu thua của Tuấn Linh. Bóng đi đúng vào vị trí của Tuấn Linh. Hài lòng. Tấn Tài rất nhanh. Lão tướng Tất Tài vẫn cho thấy một nền tảng thể lực vô cùng khâm phục. Papioma lại là đường truyền cho Romario. Romario 4-0 và cú đúp dành cho Romario. Người kiến tạo cho Romario lại là Papioma Feye. Phải đến khi người bạn thân Papioma vào sân tung ra hai đường kiến tạo thì Romario mới có được hai pha lập công. Bàn thắng thứ 12 dành cho Romario ở mùa giải này. Khi mà sức ép đã được giải tỏa thì những tình huống dứt điểm của tiền đạo mang số 9 là rất chuẩn xác và uy lực.